Thay đồ ra, mấy chú. Đây cũng 6 bay kênh YouTube đó, là cũng có cái duyên lại thầy như vậy, thì cũng là ở đây là cũng có cái màu nhiệm, quá màu nhiệm luôn, mà nhất là màu nhiệm cái gò mối. Đúng. Thì theo thầy như vậy á, là cái gò mối đó nó tượng trưng cho cái màu nhiệm đặc biệt như thế nào, nào giờ là thầy sẽ biết được cái màu nhiệm đó nó thâm sâu như thế nào. Bởi có thể thầy chia sẻ cho lên cái mạng xã hội này cho anh em ta biết. Thầy khác các người khác, thầy tu với gò mối. Thầy có cảm nghĩ mình chết nó mối cũng đục. Mà khi mối là có mối chúa, đúng không? Mối chúa rất là hiểm. Mà ai phá mối là từng từ con mối nó phá lại. Đúng. Đó, thầy có cảm ứng vậy đó. Thì có đặc điểm của thầy, thầy nguyện với Phật á. Cơ duyên nào mà để phát trương cái này, chỉ có cách này là phát trương trong nước và nước biết hết. Thầy đã thấy rồi, mà thầy không biết là làm sao mà cơ duyên để gặp cộng đồng mạng. Hay là cơ duyên gặp bạn nào, Phật tử nào. Thì nếu có cơ duyên thì thôi thầy ơi, bữa nay tạm ngưng đi, tạm đây đi. Là cũng mừng rồi. Nhớ Phật tử nào có duyên gọi số điện thoại 1035 40 67 123, nó có trong đây về tỉnh Thái Phước Hội. Bà 87 tuổi, tinh thần rất còn sáng. Bác sợ thầy bỏ bà đi á. Đây thầy đây, không có đi theo đâu, ba về xa. Quay cái gì? Không có quay Quan Âm. Quay Quan Âm. Có cái gì được. Con đi chú này dưới mà không có mấy chú kìa. Chú đi, mẹ nói không đi à, bà cứ nói không. Đi tại sao vậy bà? Không, tại vì đây á, bà lần đầu tiên thấy ngại ngùng, ngại không có chịu được. Bà không quen có một bà như vậy đó, cái nợ rồi thầy tôi mới xuống trình với giáo hội. Rồi giáo hội mà ông giáo hội về để trời đất cơ bà thầy bữa nay ông làm dữ tôi lắm, xuống thành hội. Xuống thành hội đó không phải sợ bắt tôi không mà đi á. Ra sắp tới không có ba mẹ không tha tôi ra, không có lợi giận tôi được. Ba mẹ nghỉ khỏe đi. Mày đi xuống, mày thay đồ ra. Đừng la, để ông kệ. Thay đồ ra. Ra đi, đừng la. Thay đồ ra, mấy chú đi làm ơn gì kỹ đi. Rồi bà kể. Dạ, xuống có xuống đây không? Bà kể câu chuyện hồi nãy đi bà. Dạ, nào đây? Không đây, giả là YouTube không mà bà. Dạ. Bà kể câu chuyện nãy sao bà không cho tụi con quay đi? Bây giờ tôi nói thiệt với chú là không có xô nhà tôi quay được. Dạ. Này tôi. Dạ, sao bà này, gian ra không có được vô đây là quậy. Không nếu, có quậy trước đâu khi mà. Ai đi cái băng nào đi đó có xả tôi xuống đây á, rồi làm gì làm, còn bây giờ không có là không có được. Chú đi về. Dạ. Đi về tất cả hết rồi. Không có được ở đây, tôi sợ lắm. Sao bà sợ vậy bà? Tôi có... Sợ không có cho xuống nhà tôi làm lộn xộn. Dạ. Đi đâu á phải có xả theo. Quay ha là lái dở đó, giờ xuống dở, có xả xuống dở cũng được được. Dạ, con chia sẻ Phật Pháp rồi mà, quay tượng Phật rồi thôi chứ đâu có gì đâu. Dạ bà ơi, anh em tụi con, với tụi con tới đây chia sẻ Phật Pháp. Tôi nói về chú biết thì tôi biết lâu rồi. Nè heo, làm giảm vậy đấy, cái người nào ngu á, bị gì không có hội đó. Thành ra mới biết chứ còn tôi nè, Hòa Thượng Trí Quảng dưới đó là thầy của tôi. Đi xuống nhà ông, tôi xuống bến xe đó hè, tôi nói tôi đi xuống dưới. Quận tư rồi mà lại cái là ba người mà lại cho tôi tiền để đi xuống quận tư số nhà 28, số nhà của số chùa của ổng 28 xuống mới có trình nói ổng, nói cô nè, tôi nói cho cô biết tôi dặn ông giáo hội có cái gì cô trình với ông giáo hội trình với tôi, rồi bắt đầu đó rồi tôi nói Phật tử của tôi đó. Nghe, tôi giờ này tôi không có muốn chú mấy chú xuống đây mà quay mà làm gì hết trơn. Khi nào có quay á thì á có xả tôi xuống đây. Tôi la lên ông thầy ở đó nghe.
đây đi đâu đâu. Tôi đi trường, cái gì đó, mẹ ơi. Tôi thầy vô đóng cửa lại, thay đồ ra. Không có cãi tôi được. Tôi nói thiệt với mấy chú là đi đâu là có xá tôi cảm thấy được, chứ không có phải mà mấy xuống đây mà diện trẻ gì đây đây. Tôi dốt ngu lắm. Vô cậu ùng vô đây là ông thầy tôi ổng giờ ổng điên ổng không có biết mà tuổi ổng là bao nhiêu nữa rồi đó. Nói chung tụi con chia sẻ vậy, bà con cộng đồng mạng có thể giúp được cho nhà miếu đây lên đây là giúp cái gì giúp chứ đâu có tốn bà đâu có tốn gì đâu bà. Có xã đó. Đi về có xã, tôi sống đây là có xã cất, xã phải lo, xã không lo thì bỏ. Chứ còn mấy chú xuống đây lo ông tôi không có chịu. Dạ. Rồi mời chú mấy chú đi về nghỉ không có lợi nhà tôi hoài nha. Thầy thay đồ đó chưa? Rồi, thấy rồi. Tôi phan à nha. Rồi, tôi phan, thầy nói không nghe tôi nghe, tôi phan à. Tôi nên giờ tôi nói vậy chú nghe tôi là lên lớn tuổi rồi, không? Tôi tám mấy tuổi rồi đó. Mà rồi bây giờ này này xã làm đây nè, không phải là tôi xã vận động. Quả này, xã này xứ kia. Chứ không phải mà dục không mà được nhiêu đây mà đi không có trả là tôi không đồng ý nghe không? Chứ không phải là muốn cái hàng vô vậy làm. Tôi nói từ chiều cái cô đó đó, cổ ở xa lắm, ở dưới xa lắm đó mà cổ về đây. Cổ thấy cái chùa, cổ thích là cổ xin để ở đây ông công cô quả, công quả mình cũng phải lo tiền trả cổ chứ. Nói về công quả không sao, dù đó cũng xả biết, nghe. Xả lo phụ tôi. Nha. Còn này mấy chú lại đây tôi sống gì xả mà tại sao mấy chú lại đây mà quay vậy, rồi con tôi đã nói nó không có biết rồi mà mấy chú còn lợi là dẫn đi lên trên xuống dưới lộ nè, chú biết không, hôm đó nó lợi đây cái ruộng làm vậy nè, cứ ở ngoài nó bẻ hết cái hàng cao tôi chạy tuốt, nó vậy bẻ hết hàng cao, bẻ hết cái vườn cao chạy tuốt. Ai bẻ bà? Đã nói ăn cướp rồi đó, vậy đó không có xả. Còn ai muốn mà gì để có trả cà rồi lên nói trả nấy bà. Ê, báo tôi có gì bà báo. Tụi con lại đâu có bẻ cao gì đâu. Không, không nói vậy cà nói. Ê, cái hồi đó cà thành hội. Cái đó họ mới vô họ đi ra rồi phải không? Rồi đây họ thấy đông quá rồi họ ngán họ đi ra. Bà cũng lớn tuổi rồi bà có tịnh tâm cho nó khỏe đó bà. Trời trời cười. Tôi tịnh tâm á, nhưng tôi dậy nó mới khỏe tôi đó. Còn mấy người chưa làm gì vậy là tôi mệt, tôi nhiều, tôi suy nghĩ tôi mệt. Không biết làm gì con tôi nè, tôi mệt nè. Nói cho chú biết chứ chú nói nè, chả làm. Đi đâu làm gì đó, cả ba, cả đống vậy đây nè, mười mấy người vậy nè. Phải có trả, chứ còn không có trả tôi không có cho. Mấy mời chú ý ra đi. Rồi còn xe nó mất, nay nó làm gì, có về nó mất rồi nó xê. Thấy mày không? Vô con biểu coi. Có anh cháu ở bên này. Rồi á, nó đi làm rồi nó cũng về tối. Đi kia nọ, thôi giờ mấy chú đi ra nghỉ đi. Thôi tụi con đi. Để chứ không có ở đây, tôi không có đồng ý nghe không? Là hay tụi con đi bà ơi. Thì chúc bà mạnh khỏe nha. Tôi khỏe như thường, không có gì trên. Thôi tay cho bà cái đi ha. Không, tôi mượn đụng tôi. Dạ dạ, con đi bà. Bà cũng lo cho con của bà ha, lo cho thầy. Không. Rồi cho con tôi chứ còn mấy người tôi không dám đâu, sợ có làm gì mà tôi phan à, tôi nói thiệt là